Hello, xin chào các fly. Cứ mỗi đợt nhập hàng bay lại nhập thêm một số hàng kỳ lạ và bí ẩn. Chính bay cũng không biết nó là gì, chỉ là đẹp thôi. Và mỗi lần bay chỉ nhập 1 đến 3 cây. Nếu các bạn có nhu cầu mua những cây này, hãy inbox Facebook chữ Shopee với Lazada của bay không hề bán nha. Vì nó kỳ lạ nên bay rất tò mò và có lẽ nhiều bạn cũng rất là tò mò. Ai trả lời đúng đầy đủ nhất bay sẽ ghim comment của bạn đó lên nha. Hãy giúp bay tìm hiểu tên của những vũ khí này nào. Cái đầu tiên, một cây cung. Rất là lạ trong một vũ khí 22cm. Như các bạn thấy, cây cung này có 4 phần tách rời nhau, bao gồm một cái cánh cung nè, một sợi dây cung chưa buộc nè, hai cái mũi tên. Rút ra được, ngon lành ngay. Cái mũi tên nhìn cũng ngầu lò nha. Và một cái ống đựng tên. Cái mô hình cung phải nói là rất là hiếm có trong bộ vũ khí 22cm này. Chỉ là toàn là kiếm không à. Cái cung này hoa văn giống kiểu Trung Quốc hay châu Âu nhỉ. Và bay không biết tên của cây cung này là gì, chỉ biết nó rất đẹp, hoa văn vàng dụa như thế này. Cây cung phối màu rất độc đáo, sang chảnh với màu vàng, màu đỏ, màu trắng chủ đạo, lại còn màu đen ở đây. Cái này dùng để bắn chim lỵ bài luôn. Các bạn lưu ý. Cái loại này thật ra không bắn được mấy vì cánh cung nó nhỏ và dây nó lại yếu. Đây cũng là dây su, nhưng mà nó không quá mạnh. Các bạn dùng để bắn chim trong quần thì may ra. Thứ hai với thứ ba, hai cây kiếm lạ nhưng bay nghĩ là nó giống nhau tại cùng một thằng hạ diện nè. Cái thứ hai với cái thứ ba là một cây đao, một cây bạc, một cây vàng, skin nó cũng khá khác nhau. Nhìn giống cái kiếm gì trong Liên Minh Huyền Thoại các bạn nhỉ? Nhưng mà theo hình bìa thì thằng cha cầm một cái kiếm cong như vậy thì nó giống như là Võ Lâm Truyền Kỳ hơn là... Đúng rồi, cái này logo Võ Lâm Truyền Kỳ 3. Hai cái này có lẽ là skin của một loại vũ khí gì đó. Còn cái nốt ngọc có khi nào là cái loại này cong thì chém nó mạnh nè. À tất nhiên cũng bay bằng gan để chân thôi. Hoa văn nhiều như thế này. Trời ơi, có cả cưa nè các bạn, chắc là cưa gỗ đó. Giống như một loại dao mèo của dân tộc miền núi vậy. Và bay không biết đây là kiếm của ai và kiếm tên gì, chỉ thấy nó rất là đẹp và hoa văn thôi. Cho dù là dân tộc miền núi chăng nữa thì đây cũng là một hoàng tộc, ví dụ như là Đoàn Dự như Ngũ Độc chẳng hạn. Lộn, Đoàn Dự là Đoàn Chính Thần, là Đoàn Gia chứ ta. Nhưng mà Đoàn Dự ở nước Đại Lý các bạn nha. Và nếu bạn không biết thì Đại Lý là thuộc khu vực của Việt Nam. Cái thứ tư nào, thứ tư là một thanh kiếm. Thanh kiếm cái vòng tròn mà bay nhìn cái thanh này bay quen lắm. Giống như là kiếm của một vị thần nào đó trong một cái anime nào đó vậy. Ở có một cái dây đây có thể đeo lên lưng nè các bạn. Cái viền màu vàng, vòng vàng, có một cái dây xanh đỏ đỏ ở đây. Phải nói là bay nhìn cái kiếm này rất là quen luôn, mà không thể nhận ra đây là kiếm của ai. Có răng cưa ở đây. Bay chỉ thấy đẹp và bay nhập về, và bay không biết nó là những loại gì nữa. Nếu bạn muốn biết bay còn những loại vũ khí gì đặc biệt nữa, hãy inbox Facebook Bay Store để biết thêm nha. Cái thứ tư không biết tên. Cây thứ năm. Wow, một vũ khí nhìn siêu lạ lẫm luôn. Và cái hình ở trên này vừa giống kiểu Trung Quốc mà vừa giống kiểu nó hơi hiện đại. Nó chắc là một cái game gì đó. Nè, đầu tóc thì cổ đại mà quần áo lại hiện đại. Và cái vũ khí gì mà lạ như thế này? Cái này là cái bàn ủi à. Bay nhìn không xa, giống cái bàn ủi thiệt. Giống cái motor. Ủa cái gì đây? Đây là một cái mũi tên. Nếu nó là mũi tên thì bay không nhầm, đây chính là một cái vũ khí cầm tay. Nếu vũ khí cầm tay thì cái này sẽ là một cái nỏ ở đây các bạn. Mũi tên sẽ được gắn ở đây. À đúng rồi, nó có rãnh nè. Các bạn thấy không? Có cái rãnh để đặt mũi tên. Đúng rồi, đẹp luôn. Đây, vậy thì đây sẽ là cái phần đúng của nó. Đó chính là mũi tên sẽ lắp vô cái rãnh này. Và đây sẽ là một cái nỏ cầm tay gắn ở tay như thế này. Một loại vũ khí chưa từng có. Nỏ thì bay từng có rồi, nhưng mà nỏ cầm tay như vậy thì chưa có. Vũ khí cầm tay duy nhất mà bay có xưa giờ chính là cái vũ khí của Zed á. Zed trong Liên Minh Huyền Thoại. Một cái nỏ nhưng không biết của ai, nhân vật gì. Và cái nỏ này trông khá hiện đại đấy. Mà hiện đại là chơi nỏ ta. Cái nỏ hơn y cung một cái là độ chính xác nó rất cao và bắn rất là mạnh. Nhưng bù lại bộ cơ động lại không có cao. Mỗi lần lắp tên đồ cũng cực lắm. Cái thứ sáu. Ủa, cái thứ sáu là cái gì mà giống cái kiếm mà giống con ruồi, con nhặn, con phi thuyền nè. Để bay lấy bạn coi. Đây là cái thứ sáu. Nhìn qua thì có vẻ giống như Master Yi hay Yasuo gì đó, nhưng mà thật sự không phải. Cái này giống như một cái phi thuyền hơn. Một cái phi thuyền màu hồng. Làm bay tưởng tượng đến một cái con thỏ ở trong Overwatch vậy. Một cái kiếm hình phi thuyền nè. Ở đây có cái đầu móc. Trời, quýnh chúng thằng nào móc vô này. Đây là một vũ khí thật ác độc. Cái mũi kiếm được chế như vậy nè, với cái đầu lòi ra, ra một cục như có bầu á, thì nó giống như dao bầu hay là các loại dao quắm. Thì cái loại này làm cho lực chặt mạnh hơn, nên kiếm này không phải để đâm mà là để chặt, giống như cái rìu vậy các bạn. Nhưng cái kiếm tại sao lại màu mè thế này? Nó ở trong game gì? Hay kiếm này có thể hóa phi thuyền? Hay là cái phi thuyền ăn trái ác quỷ của One Piece? Bay không hề biết đây là cái gì. Cái kiếm này cũng rất là nữ tính đấy. Bay không nghĩ đây là của một nhân vật nam đâu. Nếu để sưu tầm trưng bày thì đúng là giống phi thuyền nè. Nếu để sưu tầm trưng bày thì đây là một cây cũng đáng để sưu tầm đấy, vì nó độc mà. Cái thứ bảy nào, thứ bảy là một song kiếm. Cặp song kiếm này thì bay nhớ mang máng tên thôi, nhưng bay nghĩ là rất nhiều bạn biết ở đây. Cái đây chắc chắn là 2B trong truyền thuyết có nghe tên gì đó. Từ lâu bay có nghe về 2B và 9S, nhưng thực sự chưa có bao giờ, nó không biết nó là game hay là phim hay là truyện tranh hay là gì đó. Và cũng thấy các bạn cosplay 2B rồi.
cái thanh kiếm này thực sự nó giống một cái thương hơn. Cái kiếm ở phần nối với một cái lưỡi riêng. Có lẽ lưỡi này được tách riêng ra. Nó giống như là một cái thương dài gắn cái đầu kiếm riêng nè các bạn. Cái kiếm mang hơi hưởng của sự hiện đại ở đây. Không biết cái việc gắn thêm này sức có mạnh hay không, nhưng mà lưỡi là có thể tháo ra và thay thế được. Có vẻ là như là cái lưỡi này làm từ một loại nguyên liệu dễ hỏng nhưng cực kỳ sắc bén. Nếu khi dùng ra giống như là Attack on Titan các bạn. Dùng ra là có thể thay lưỡi được luôn. Và ở đây có một cặp song kiếm một đen một trắng, chiếm bét 22B. Nói chung của em gái bị mắc hồi nãy đó các bạn. Kiếm có tên gì hay không thì bay cũng không biết. Và cái này chỉ còn một cái duy nhất mà thôi. Khá là đẹp đấy. Ốc như vậy nè. Cái thứ 8 là một loại dây xích. Lần trước bay có giới thiệu các bạn một loại xích của Bách Lý Huyền Sách. Thì cái game đó bay chưa có chơi. Và cái này bay cũng thấy hơi giống giống Bách Lý Huyền Sách, nhưng thực sự là không có phải. Có thể là cũng là nó nhưng mà một loại skin khác. Này rất là đẹp nè các bạn. Có một cái chữ Trung Quốc ở đây thì xác suất cao là của cái game đó luôn á. Tam Quốc gì anh Tài hay gì đó. Cái sợi dây xích màu vàng, tổng ra là 30cm cả xích hay 40 gì đó. Cái móc này giống một cái mỏ của con chim ưng, con chim đại bàng mà nó quặp hẳn vô trong. Còn móc này nhìn giống một cái lưỡi hái. Nào chơi cái vũ khí này là giống như con dao hai lưỡi á. Nếu mà dài xài không thành thục á, các bạn quăng đi nó quăng lại bập vô đầu là xong luôn. Và cái này khi để móc chân con người ta cũng gớm nè. Đó, thằng nào đi ngang qua móc cho chân đó. Tuy rằng nhiều vũ khí này rất nhiều móc nhọn, rất nhiều đầu nhọn đi kèm với sát thương, nhưng không, người ta không dùng sát thương của vật nhọn trên này. Người ta sẽ dùng phép, dùng bùa chú, dùng gì đó chứ không dùng đến sức mạnh. Bỏ tay. Thiết nghĩ làm cục đá cho đơn giản thôi, nhưng mà họ thích phức tạp nên sẽ làm đẹp rực rỡ lung linh như thế này. Mà các bạn có hứng mà chơi game chứ. Và cuối cùng nào, một cái kiếm màu vàng và lại có hình thằng cha này, có vẻ giống với cái kiếm này chăng? Để bấy xem. Cái kiếm này gần giống như cái kiếm thằng cha này cầm ngoài bìa, nhưng thật sự không phải. Cái đốm tròn ở đây là ở giữa, còn cái đốm tròn ở đây là cuối kiếm. Có lẽ là một loại skin khác của cái kiếm này chăng? Và nó có màu vàng. Cái đốm tròn này bay không biết tác dụng của nó là gì. Có thể là nó là một cái khớp khiến cho cái vỏ này nó bật đi bật lại được để giấu kiếm, hoặc là bung ra bất ngờ các bạn. Nó đánh như một cái ná vậy. Và cái lưỡi này thì sát thương không bằng cái đao kia được rồi. Cái lưỡi này không có bầu. Cái lực này thì chém cũng vừa thôi chứ không có sâu. Chủ yếu là nếu đâm, nếu bạn đâm ngược như vậy thì nó sẽ sâu. Nhưng đây chỉ là một loại trang trí mà thôi. Và kiếm bự nó cũng không dùng được như vậy. Đây chỉ là một loại kiếm làm màu cho đẹp. Bài đoán nó vẫn là skin của hai cây kiếm kia. Nó giống như một cái móng vuốt. Móng vuốt thì làm gì bạn? Là cào đó. Một cái móng vuốt với viên ngọc màu vàng. Đây là cây kiếm gì của ai các bạn nhỉ? Nếu các bạn comment đúng và hai bài skin lên đâu. Và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybubay.com đổ quà miễn phí ở tập 226. Buy Bubay, chẳng cần.